بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد Thì đêm nay Inshallah chúng ta sẽ học về cái phần fiqh, tức là cái giáo luật về nhịn cha Ramadan như thế nào cho đúng. Thì đây là một kiến thức chúng ta nên cần mỗi người phải biết. Đây là wajib cho mỗi người. Đây gọi là fardun ayn. Fardun ayn tức là nhiệm vụ của mỗi người phải biết nó. Tại đây là một ruknun trong năm ruknun của Islam chúng ta. Mà người nào không làm đúng ruknun này thì cái sự nhịn chay chúng ta vô nghĩa. Mà giống như Nabi Muhammad Sallam nói hadith do Bukhari Muslim ghi lại đó, mà chúng ta đã nghe rất là nhiều, là Islam được xây dựng trên năm nền tảng, năm ruknun. Câu shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, với nhìn cái salat, và thứ ba là siyam, zakat và hajj. Thì siyam là nhịn chay để chúng ta cần phải biết ngày mai, mai ngày mốt đây chúng ta sẽ bước vào nhiệm vụ của nó. Thì chúng ta mỗi người nên biết nó, cái nào được phép làm, cái nào không được phép làm, cái nào wajib phải làm, cái nào sunnah nên làm, để chúng ta làm nhịn chay cho nó đúng. Thì ở đây nó có một số sách, thì xong chút xíu cho chúng ta sẽ về tham khảo. Thì thứ nhất á, sẽ nói về giới thiệu quyển sách này, là quyển sách được tên là Al-Fiqh Mujassir Fi Dawin Kitab wa Sunnah, là quyển sách về giáo luật đơn giản rút ra từ Quran và Sunnah của một tập thể ulama nổi tiếng của Ả Rập Saudi ghi lại và được in ấn ở trung tâm ấn lót của Ả Rập Saudi, Vương quốc Malik Fahad. Thì đây là trích ra một phần trong cái quyển sách, trong một quyển sách thì nói về chỉ nhìn chay thôi. Thì trước tiên đó, chúng ta định nghĩa nhìn chay như thế nào gọi là nhìn chay, mà chính trăm gọi là như thế nào gọi là nhìn chay. Thì nhìn chay nếu mà theo cái nghĩa của ngôn từ của Ả Rập là siyam á, thì nghĩa là chúng ta kiên cử một vấn đề gì đó, tức là không làm một vấn đề gì đó gọi là siyam theo tiếng của Ả Rập. Giống như không nói chuyện, không làm một điều gì đó thì đó gọi là siyam theo tiếng Ả Rập. Còn như theo luật của Islam chúng ta đó, siyam, nhịn chay đó có nghĩa là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn tất cả những gì làm hư sự nhịn chay, giống như quan hệ tình dục hay là chích thuốc dinh dưỡng. Thì chúng ta sẽ biết từ đó, từ bắt đầu từ khi mặt trời, cái ánh rạng đông của chân trời đông đó, nó xuất hiện một cái vệt trắng, cho đến khi mặt trời lặn hẳn, cùng với sự định tâm của chúng ta vì Allah subhanahu wa ta'ala, đó được gọi là siyam, nhịn chay. Còn nếu người nào chỉ nhịn ăn, nhịn uống, nhịn không làm những cái điều mà haram, mà lại không có định tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala, đó không phải là siyam, đó không phải là nhịn chay. Cũng nhịn giống như ta nhịn từ sáng tới chiều, cũng nhịn từ rạng đông cho đến mặt trời lặn, mà lại thiếu đi cái định tâm không làm gì Allah ta'ala, thì đó không phải là siyam. Thì trong cái định nghĩa này nó có hai cái nền tảng quan trọng về cái nhịn chay. Nhịn chay nó có hai nền tảng quan trọng chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn làm những điều làm hư sự nhịn chay. Đó là thứ nhất. Thứ hai, định tâm. Thì dưới từ chúng ta sẽ biết phân tích từ cái. Về cái thứ nhất, về cái bằng chứng. Cái bằng chứng là chúng ta không được phép ăn, không được phép uống trong suốt cái thời gian chúng ta nhịn vào ban ngày. Thì trong Quran, Allah subhanahu wa ta'ala phán ở chương Surah Baqarah, ở câu 187, Allah ta'ala phán: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Bởi thế bây giờ các ngươi được phép chung trả với các nàng, và hãy cố gắng tìm kiếm những gì mà Allah đã sắp đặt cho các ngươi từ con cái, và hãy ăn uống thỏa thích vào ban đêm cho đến khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ trắng của buổi rạng đông tách rời khỏi sợi chỉ màu đen của nó, từ đó các ngươi hãy hoàn tất việc nhịn chay cho đến màn đêm xuống. Đó là gì? Vào ban đêm chúng ta được phép tự do ăn uống hay tự do làm bất cứ điều chúng ta thích giống như những ngày thường, đến khi mà ánh rạng đông của chân trời đông nó có xuất hiện một cái vệt màu trắng. Khi mà trời đen tối, cái hình màu trắng xuất hiện, lúc đó là đã giờ bắt đầu là phải nhịn. Từ đó các ngươi phải nhịn ăn, nhịn uống, nhịn những cái điều làm hư cho đến khi mặt trời nó lặn hẳn, các ngươi mới được phép trở lại ăn uống trở lại.
Đó là cái luật mà Allah Taala bắt buộc chúng ta phải làm. Bây giờ định tâm. Giờ cái bằng chứng cho việc định tâm là chúng ta mỗi một người phải có định tâm. Nếu không có định tâm thì cái sự nhịn chay chúng ta nó vô nghĩa. Thì Nabi Muhammad Sallam nói hadith Sahih Bukhari Muslim ghi lại từ Umar bin Khattab radhiyallahu anh. Nabi Sallam nói innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tất cả mọi việc làm nó được phân biệt bởi sự định tâm. Và mỗi một người dựa vào sự định tâm của mình mà Allah Taala quyết định theo làm sao. Tức là việc làm của mình á, mình làm cái việc làm đó đó, thì cái mình có Allah Taala xem cái định tâm của mình làm như thế nào. Nếu mình làm gì Allah thì đó là sự giam của Allah Taala. Còn nếu mà mình làm gì một người nào đó, gì thiên hạ, thì đó là sự nhân tra cho cái người đó. Hay là mình chỉ làm theo thở thích, mình làm đó cho người ta biết là gì, mình không muốn làm khác mọi người, mình không muốn cho mọi người biết mình không nhịn chay, thì mình sẽ bị như thế, dựa vào cái định tâm của mình. Thì định tâm rất là quan trọng. Thì thầy sẵn đây nói định tâm như thế nào. Định tâm như thế nào? Chúng ta cần phải nói rằng là ngày mai nhịn chay Ramadan hay là ngày mai tôi như thế nào, thì sự định tâm không, và không, chúng ta không cần phải nói ra lời, mà chỉ cần chúng ta nghĩ trong đầu chúng ta làm cái gì thì đó được gọi là sự định tâm. Thí dụ như ngày mai chúng ta bắt đầu ăn cơm nhịn, tức là phải ăn cơm ớt, tối nay ăn cơm nó gọi là suhoor, thì chúng ta thức dậy chúng ta ăn uống thì cái đó được gọi là định tâm đó. Cái đó được gọi là định tâm đó. Không cần phải nói là tôi nhịn cha, tôi định tâm nhịn chay ngày ngày mai Ramadan, vì Allah Taala không nói những cái lời đẻ đó, mà chỉ cần chúng ta suy nghĩ như thế gọi là định tâm. Mà tất cả những việc lị và đạch khác cũng tương tự như thế. Chỉ cần suy nghĩ trong đầu biết làm gì thì đó được gọi là định tâm. Mà chúng ta phải biết chúng ta làm đó cái gì nha. Còn nếu không thì nó sẽ mất đi cái sự nhịn của chúng ta ngày hôm đó. Về thứ hai, cái điều thứ hai là về cái luật nhịn chay. Tức là nhịn chay nó có bắt buộc hay là không bắt buộc, mà bắt buộc như thế nào, những ai bắt buộc. Thì cái luật nhịn chay thì nó là fardun, đó là bắt buộc, nhiệm vụ cho tất cả những ai trưởng thành. Thì những người nào đủ điều kiện sau đây thì mới là bắt buộc nhịn chay. Thứ nhất là trưởng thành, thứ hai đầy đủ lý trí, tức là một trí óc bình thường, thứ ba một sức khỏe bình thường, không bị bệnh không gì hết, và thứ tư đang ở tại quê hương nhà. Thì đó là những cái điều kiện bắt buộc một người, người nào đủ hội tụ đủ những cái điều kiện đó, bắt buộc người đó phải nhịn. Còn nếu không thì người đó đã rơi vào một cái điều haram rất là lớn đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Về các bằng chứng cho việc chúng ta mới vừa nghe nãy, thì Allah Ta'ala phát ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Này hỡi những người có đức tin, các ngươi đã được ấn định phải nhịn chay giống như những cộng đồng trước các ngươi đã bị bắt buộc tương tự như thế. Mong rằng qua việc nhịn đó, các ngươi sẽ biết kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái sự nhịn chay đó nó làm chúng ta sẽ kính sợ Allah Ta'ala hơn. Tại vì không ai mà có thể nhịn chay cho tới chiều ngoại trừ sợ Allah. Không ai có thể nhịn được cho tới chiều ngoại trừ sợ Allah, họ mới có thể nhịn tới chiều. Còn nếu như không sợ Allah thì họ sẽ đi vào một nơi đó họ ăn. Nếu mà họ sợ thiên hạ thì họ sẽ có thể mua một thức ăn gì đó, họ vô trong phòng họ, hoặc họ thể đi qua chợ, hoặc họ đi một nơi nào xa không phải là người Muslim, họ tự do họ ăn luôn. Sau đó tới chiều họ trở về, họ đấm xịt vẫn không ai biết họ nhịn chay. Thì cái sự nhịn chay đó, nó mong rằng qua sự nhịn chay đó các ngươi biết sợ Allah. Thì ý nghĩa đó rằng chỉ có người sợ Allah mới có khả năng nhịn chay cho tới chiều, còn những người không sợ Allah không thể nào nhịn được tới chiều. Và một cái bằng chứng chứng kêu rằng những người mà chúng ta nghe hồi nãy điều kiện nãy phải nhịn chay, là Allah nói ở câu kinh kế tiếp شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Tháng Ramadan là tháng thiên kinh Quran được mặc khải, dựa vào đó mà phân biệt được thị phi trắng và đen, và những ai đang ở tại quê hương mình bắt buộc phải nhịn chay trọn tháng. Tức người nào mà ở vào cái tháng Ramadan mà không đi đâu hết, chỉ có nhà thôi, mà đầy đủ sức khỏe là người bình thường đã trưởng thành rồi, wajib phải nhịn chay nguyên một tháng, không được bất cứ lý do gì mà nghỉ. Còn về cái bằng chứng với hadith thì cái hadith đầu tiên hồi nãy Islam đã xây dựng trên 5 nền tảng thì chúng ta đã nghe rồi. Còn nhịn chay đó, thứ ba nữa là thể loại nhịn chay thì nó chia làm hai loại. Thứ nhất là nhịn chay wajib và thứ hai là nhịn chay sunnah. Thì hôm nay chỉ nói về wajib thôi, tức là wajib như thế nào thôi. Còn sunnah thì từ từ chúng ta sẽ về đây mà tạm tham khảo, thì trong đây nó có ghi. Vấn đề thứ tư nữa là nói về cái ân phước của nhịn chay Ramadan. Thì nhân đây nói về một sơ một về cái hadith
nói về cái bala, tức nói về cái ân phước, cái giá trị của Ramadan thế nào. Thì chúng ta nghe hoài cái hadith Nabi Muhammad SAW nói: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai nhịn chay vào tháng Ramadan mà có thêm hai người nào làm đúng thứ hai điều kiện này thì họ được bala rất là lớn. Thứ nhất, họ nhịn chay Ramadan bằng cả niềm tin, tức niềm tin Allah Taala cho quy định như thế, người Muslim phải làm như thế. Họ là người Muslim, họ hài lòng chấp nhận cái việc làm đó. Họ làm bằng cách tin tưởng và hài lòng và chấp nhận một cách vui vẻ mà làm. Đó thứ nhất. Điều kiện thứ hai là họ vừa làm như thế rồi họ còn hy vọng rằng qua cái việc làm này của họ đó, Allah Taala sẽ cho họ một cái ân phước rất là lớn. Thì vừa hài lòng và vừa kỳ vọng thì Allah Subhanahu Taala sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi đã qua cơ. Nabi nói tất cả tội lỗi thì không phân biệt bất cứ tội lỗi nào. Cho dù chúng ta hãy nhớ lại từ đây, từ thời điểm này nè cho đến khi chúng ta trở về trước chúng ta đó, bao nhiêu tội chúng ta đã làm, bao nhiêu tội chúng ta có thể không thì không thể nào liệt kê cho hết. Nhưng là vì nói nhịn chay như thế đó, vừa tin tưởng mà vừa hy vọng vào Sala, xóa hết tất cả tội lỗi đã qua, thì chỉ cần như thế đó đã đủ rồi để chúng ta nhịn chay Ramadan toàn, chỉ cần như thế là đủ chúng ta nhịn chay Ramadan toàn, không cần phải nhiều thêm hadith nữa hết em. Chỉ cần một cái hadith này chúng ta đã gì kỳ vọng và tội lỗi chúng ta đã sạch thì alhamdulillah. Mong rằng sau Ramadan chúng ta trở thành một tờ giấy thật là trắng, trắng tinh, bắt đầu là một cuộc đời mới. Giờ một cái hadith khác nữa, thì Nabi Sallam nói với nghĩa là từ năm lễ, năm giờ Salat, từ Salat này đến giờ Salat khác, từ ngày Jum'at này cho đến ngày Jum'at khác, từ tháng Ramadan năm này cho đến tháng Ramadan năm tới, cái khoảng giữa đó đó, Allah Subhanahu wa ta'ala xóa sạch tội lỗi. Cái khoảng giữa đó, tức ngày hàng ngày nếu chúng ta hừng sáng mang, chúng ta đứng dậy hành lễ Salat Fajr, từ Salat Fajr cho đến Dhuhr hụt chúng ta làm chùa xa nói chuyện bậy hay là nhìn bậy hay là ăn uống bậy hay làm gì bậy đó, khi chúng ta đến hành lễ Salat Dhuhr hụt Allah Taala xóa đi cái khoảng từ gì, từ Fajr cho đến Dhuhr hụt, từ Dhuhr hụt cho đến Asr cũng tương tự như thế, từ Asr cho đến Maghrib cũng tương tự hết, từ Maghrib cho đến Isha tương tự, và từ Isha cho đến giờ Fajr cũng tương tự như thế. Của ngày Jum'at này tới đến ngày Jum'at khác, Allah Taala xóa. Còn từ Ramadan này tới Ramadan năm tới, cái khoảng đó Allah Taala xóa sạch. Nếu chúng ta làm đúng một cái, một người Muslim thì chúng ta thấy cái ân phước chúng ta thế nào, thì chỉ cần bấy nhiêu, chỉ cần hai cái hadith này đủ để chúng ta kỳ vọng chúng ta chuẩn bị vào Ramadan tới đây, chúng ta sẽ một người hoàn toàn tinh khiết đối với sau khi chúng ta xong Ramadan. Còn về cái ý nghĩa của nhịn chay Ramadan thì ở đây nó có ba ý nghĩa. Này là ba ý nghĩa điển hình thôi, nó có rất là nhiều ý nghĩa. Thứ nhất á, là nó tẩy sạch cơ thể mình. Nó tẩy sạch cơ thể mình, tránh khỏi những cái dơ bẩn, tức là những cái mà chúng ta suy nghĩ xấu về người thì kia, những người xung quanh chúng ta, hay là những suy nghĩ bậy bạ. Thì cái tháng Ramadan là tháng để chúng ta tẩy nó, đừng cho nó suy nghĩ những điều bậy bạ. Thứ hai nữa là kiềm chế bản thân chúng ta, không ham muốn trần gian mà sẽ hướng về ngày sau nhiều hơn. Tại vì nhịn chay không phải là lợi ích của trần gian nào, mà nhịn chay là hưởng ích của ngày sau kìa. Làm chúng ta giảm đi dục vọng của ham muốn của trần gian, giảm đi những cái lo toan tính của trần gian, mà kìm hãm mình cơ thể mình để mong rằng ngày sau phần thưởng nó vĩ đại hơn. Và ý nghĩa thứ ba là trong tháng nhịn chay Ramadan đó, là tất cả mọi người đều ngang nhau hết, người giàu cũng như người nghèo. Thì lúc đó người giàu đó sẽ cảm nhận được sự đói như thế nào. Tại vì trong những tháng thường họ không biết đói, những người giàu tháng thường họ không biết đói, tại họ chưa đói là họ đã đến giờ ăn rồi. Sáng là thức dậy là họ đã có gì thức ăn sáng, đến trưa chút là có người chuẩn bị cơm trưa, chiều là có bị cơm chiều, thì tối cũng bị cơm tối. Thì họ chưa đói là họ đã có ăn rồi. Nhưng những người nghèo thì khác, họ nhiều khi hừng sáng họ phải tới 12 giờ họ mới có thể ăn được một buổi sáng. Những người nghèo đói lắm, nhưng đó là tháng rồi họ biết cái đói của những người nghèo, họ sẵn sàng chia sẻ cái miếng ăn của mình cho người nghèo. Đó là ý nghĩa giá trị rất là lớn của Islam chúng ta trong những Ramadan. Bởi vì tháng Ramadan là tháng khuyến khích nên sao đó có, khuyến khích nên cho thức ăn. Bởi vì Nabi có hay gì ulama nói tháng Ramadan là tháng thiên kinh Quran và tháng bố thí thức ăn. Ulama hay nói vậy, tháng Ramadan là tháng đọc thiên kinh Quran và tháng bố thí thức ăn. Tại chúng ta sẽ cảm thấy đói và chúng ta sẵn sàng chia sẻ sự chúng ta không đói cho những người anh em nghèo khác. Thì tháng Ramadan nên bố thí rất nhiều, càng nhiều càng tốt. Về chúng ta đi vào cái điều kiện. Điều kiện tức là người nào đủ hợp những điều kiện cho thay người này phải ớt. Tức là người nào đã hội đủ những cái quà chụp này đó, người đó phải ớt.
Mà người nào đã đủ điều kiện này rồi mà còn không chịu nhịn chay thì người đó sẽ chịu trách nhiệm trước Allah Ta'ala vào ngày sau. Thứ nhất là người Muslim. Thì chỉ có người Muslim mới được phép ớ. Nếu mà không phải là người Muslim, người đó nhịn chay, sự nhịn chay họ vô nghĩa. Tức không bắt buộc người kafir nhịn Ramadan. Nhưng khi mà cái người nào mà đã vào Ramadan, người kafir mà vào Islam trong tháng Ramadan, khi vào thì lúc đó mới bắt buộc anh ta nhịn thôi. Thứ hai là người trưởng thành. Người trưởng thành bắt buộc phải nhịn chay Ramadan. Bây giờ nói như thế nào gọi là trưởng thành? Trưởng thành bất cứ một đứa trẻ nào đó nó đã rơi vào những cái địa dấu hiệu sau đây thì đó là một đứa trẻ trưởng thành bắt buộc phải nhịn. Thứ nhất về độ tuổi, con trai và con gái đúng 15 tuổi. Thứ hai là con trai con gái nó bắt đầu mọc những cái phần lông ở vào phần kính của nó, nách hoặc là bộ phận sinh dục. Thứ ba là nó đã nằm mộng thấy tinh đối với con trai. Nếu là nằm mộng kêu là mộng ướt xuất tinh đó. Còn đối với bé gái đó là chu kỳ kinh đầu tiên của nó. Và một cái dấu hiệu dự chung cho hai đứa là thai cơ thể nó thay đổi, giống như cái phần ngực nó phát triển đi hoặc là cái giọng của nó thay đổi đi. Thì đó là những dấu hiệu của những đứa trẻ đã trưởng thành. Có những đứa trưởng thành trước 15 tuổi và có những đứa trưởng thành sau 15 tuổi. Thì đứa nào mà nó rơi vào những cái dấu hiệu vừa nêu hồi nãy đó thì đó là đứa trẻ trưởng thành bắt buộc phải nhịn chay Ramadan và bắt buộc phải hành lễ Salat và bắt buộc làm những gì mà Islam kêu làm giống như những người lớn khác. Đó là cái điều kiện thứ hai. Thứ nhất là Muslim, thứ hai là trưởng thành. Thứ ba là người có đầy đủ lý trí. Tức là cái người có khó óc bình thường, không bị khùng điên, không bị lú lẫn, không bị gì hết. Một người bình thường đó thì bắt buộc hòa chụp phải nhịn. Và cái bằng chứng cho hai cái vừa nêu đó là hadith Nabi SAW nói: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَصْحَابِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. Là sẽ không bị bắt tội đối với ba loại người. Một trong ba loại người, thứ nhất là trẻ em cho đến khi nào trưởng thành. Thứ hai là người khùng điên cho đến khi nào tỉnh táo. Tức trẻ em không có tội. Nó có làm gì làm Allah Ta'ala không bắt tội nó. Nếu nó có chết dưới khi trưởng thành nó là người của thiên đàng. Và người khùng không bị bắt tội. Người khùng không bị bắt tội nhưng mà không phải là người chết gọi là người của thiên đàng, không phải. Nếu khùng sau này Allah Ta'ala sẽ thử thách họ ở một sự thử thách khác. Nhưng mà trên trần gian này họ làm gì làm Allah không có tội họ. Thứ tư, vấn đề thứ tư là sức khỏe. Người nào có đầy đủ sức khỏe bình thường, không bệnh hoạn, không gì hết, bắt buộc phải nhịn. Bắt buộc phải nhịn, giống như Allah Ta'ala phán trong Quran: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Còn đối với ai bị bệnh hay là đi xa, đi đường xa khỏi nhà đó thì phải nhịn chay bù vào những ngày khác. Và thứ năm là người đó đang ở tại quê hương mình. Tức người đó đang ở quê hương mình, đang ở nhà mình, thường trú ở nhà mình đó, thì người đó phải nhịn chay. Và các bằng chứng giống như cái chúng ta vừa nghe thì đó là năm bằng chứng hay năm điều kiện của một người nam và một người nữ. Một người nam, một người nữ. Là thứ nhất là người Muslim, thứ hai là đầy đủ lý trí, thứ ba là trưởng thành, thứ tư là đang ở quê hương nhà, và thứ năm là không bị bệnh, sức khỏe bình thường. Còn cái điều thứ sáu dành riêng cho phụ nữ. Điều thứ sáu này dành riêng cho phụ nữ là phụ nữ khi không có chu kỳ kinh, không bị ra máu hậu sản, thì lúc đó hòa chụp cô ta phải nhịn. Còn nếu như đang trong chu kỳ kinh hoặc đang ra máu hậu sản thì cô ta được phép tạm thời quản không nhịn chay nhưng phải nhịn bù sau đó. Đó là cái điều thứ sáu dành riêng cho phụ nữ mà thôi. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái điều kế tiếp là xác nhận tháng Ramadan, khi nào bắt đầu Ramadan và khi nào kết thúc Ramadan. Thì luật Islam chúng ta đó là mỗi một tháng chỉ có 29 ngày hoặc là 30 ngày thôi, không hơn nữa. 29 ngày hoặc 30 ngày. Thì nếu mà theo đúng là ngày mai chúng ta sẽ coi trăng. Tại ngày mai là ngày 29. Ngày mai chúng ta sẽ coi trăng, nhưng mà chúng ta Việt Nam mình không có cái máy móc gì để mà coi trăng. Thì bên nước ngoài ai cũng có để mà coi trăng hết. Nếu như đêm 29 chúng ta nhìn lên bầu trời mà thấy được trăng đó, thì tất cả những người trong khu vực đó phải nhịn chay theo cái sự thấy đó. Còn nếu như ngày nào mà bị mây che đi, ví dụ như mây trên trời là bị trời mưa, hay là trên trời không thể nhìn thấy được mặt trăng, thì ngày đó đó chúng ta không nhịn. Mà chúng ta sẽ cho rằng ngày hôm đó là ngày 30 của tháng Sa'ban này, chúng ta sẽ nhịn vào ngày hôm sau.
Thì một cái thí dụ thực tiễn nhất chúng ta dễ hiểu. Hôm nay hiện tại bây giờ chúng ta đang ở ngày 28 nè. Ngày mai là ngày 29, ngày mai chúng ta nhìn trăng. Nếu ngày mai thấy trăng á thì ngày mốt chúng ta sẽ vào nhịn. Tiếp ngày mai thấy trăng tối mai gì hành lễ Salat Tarawih và ngày mai về ăn cơm nhịn. Sáng mốt chúng ta bắt đầu nhịn thứ bảy. Còn nếu như chúng ta không thấy trăng vào ngày mai thì chắc chắn rằng thứ bảy thì chủ nhật chúng ta sẽ nhịn. Tại vì Islam chúng ta chỉ có 29 ngày hoặc 30 ngày thôi chứ không có hơn nữa. Chứ không có 28 ngày cũng không có 31 ngày. Thì đó là cái cách xác định khi nào bước vào Ramadan. Và cái bằng chứng cho cái việc đó đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith: "Idza ra'aytumuhu fasumu." Khi nào các ngươi nhìn thấy lưỡi liềm của tháng Ramadan thì các ngươi hãy nhịn đó. Khi nào bắt đầu thấy lưỡi liềm của tháng Ramadan thì chúng ta sẽ nhịn liền. Và cái tháng Ramadan nó kết thúc cũng vậy. Khi nào mà chúng ta thấy được cái lưỡi liềm của tháng Shawwal là chúng ta xả. Còn về bao nhiêu người thấy mới được, mới công nhận cái lời nói đó, xác nhận bước vào tháng Ramadan chỉ cần một người thôi. Xác nhận là tháng Ramadan đã bắt đầu chỉ cần một người hoặc là một nhóm người nào đó giao cho nhiệm vụ nhìn mặt trăng. Ví dụ như ban đại diện chúng ta Việt Nam thì ban đại diện thì chẳng hạn. Thì nếu mà họ thông báo ngày mai nhịn thì chúng ta sẽ nhịn theo họ. Hay là chúng ta cho một người nào đó đáng tin cậy về cái sự có kinh nghiệm về nhìn trăng á, chúng ta giao cho họ. Nếu mà người đó nhìn thấy nói rằng tôi đã thấy trăng thì chúng ta nghe theo lời người đó. Bằng chứng là ông Ibn Umar, ông ta nói: "Tôi đã báo với Nabi sallallahu alaihi wasallam tôi đã nhìn thấy trăng và Nabi đã nhìn trai và Nabi đã ra lệnh mọi người nhìn trai theo." Thì xác nhận bước vào tháng Ramadan chỉ cần một người đáng tin cậy là đủ. Nhưng mà khi kết thúc tháng Ramadan thì cần phải hai người. Khi mà xác nhận là cũng đến ngày, thì khi chúng ta nhìn tới ngày 29 của tháng Ramadan, nhiệm vụ chúng ta cũng phải nhìn trăng. Nhìn trăng coi nó đã hết tháng hay là chưa hết tháng. Thì lúc đó cần phải xác nhận của hai người. Nếu mà hai người đồng nhìn thấy, đã thấy trăng của Shawwal thì chúng ta ngày mai là ngày Roja, ngày mai là ngày Eid của chúng ta. Còn nếu không chúng ta tiếp tục nhịn ngày 30 là ngày cuối cùng. Nó cũng tương tự như vậy. Rồi, bây giờ tới vấn đề định tâm. Đằng này mới quan trọng. Khi nào bắt đầu định tâm và khi nào không định, và khi nào gì chúng ta định tâm được. Hay là người nào đó ngủ quên, lỡ ngủ quên mà chưa định tâm, người đó phải làm thế nào? Hay là ngủ một giấc tới sáng, ngủ thức dậy là nghe azan rồi chưa ăn chưa uống gì hết, thì đó phải làm sao? Thì chúng ta cần phải đi đó. Thì trước tiên định tâm là một cái quà chụp bắt buộc người đó phải nhịn. Giống như chúng ta nghe hadith hồi nãy, Nabi nói là mọi việc làm bắt nguồn và được tính bằng cái sự định tâm. Và một hadith khác, Nabi Sallam nói: "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Ai không mà phân biệt được rõ ràng cái sự định tâm của mình trước khi cái ánh rạng đông xuất hiện thì sự nhịn chay người đó vô nghĩa. Thì nó như thế nào? Đối với người nào nhịn chay wajib thôi, giống như nhịn chay Ramadan, nhịn chay chuộc tội hay là nhịn chay mà nguyện nhịn chay, thì những cái đó là những cái wajib phải nhịn. Thì những cái wajib đó thì chúng ta cần phải định tâm trước khi cái giờ azan bắt đầu, trước khi azan, tức là ngày ban đêm này chúng ta bắt đầu định tâm, ngày mai nhịn, đi như thế là được. Còn nếu chúng ta không nói như vậy, không biết như vậy thì ngày mai sự nhịn chay chúng ta cho nên vô nghĩa, nhịn mà không được gì được công nhận là nhịn ngày hôm đó. Chúng ta hiểu không ạ? Chúng ta phải định tâm vào ban đêm, tức là ban đêm là khi sau khi giờ của Maghrib đó, được tính là đêm rồi đó, chúng ta được phép sau khi azan Maghrib chúng ta được phép định tâm cho đến giờ ăn cơm, cho đến giờ azan của buổi gì phát chờ ngày hôm sau, của buổi sau đó. Khoảng thời gian rất là dài, bất cứ lúc nào chúng ta muốn định tâm chúng cũng được hết. Đó là quà chụp thôi. Còn nhưng mà định tâm sunnah thì nó lại đơn giản hơn. Thí dụ người nào muốn ngày mai nhịn chay sunnah thứ hai thứ năm hay một ngày sunnah đó thì không cần phải định tâm trước hết. Thức dậy sau khi hành lễ Salat Fajr xong xuôi mà vẫn chưa ăn uống, với điều kiện là vẫn chưa ăn chưa uống chưa làm bất cứ gì mà làm hư sự nhịn chay ngày hôm đó, kể từ sau khi azan đó cho đến 7 giờ sáng thì chẳng hạn, chúng ta có định muốn nhịn, chúng ta được phép giúp cho nhịn. Hay tới 10 giờ trưa, 10 giờ sáng chúng ta vẫn chưa ăn chưa gì hết mà chúng ta muốn nhịn, vẫn được phép nhịn. Sunnah chúng ta được phép định tâm bất cứ lúc nào vào ban ngày, miễn sao chúng ta chưa ăn chưa uống gì thời gian trước đó. Còn quà chụp, còn mà nhịn chay quà chụp, chúng ta phải định tâm vào ngay ban đêm. Nếu mà người nào đã đến giờ phát chợt rồi mà vẫn chưa định tâm thì anh ta không được công nhận định tâm em đó. Một trường hợp,
ngủ quên. Thí dụ như chương, thí dụ như là ngày hôm nay chúng ta quên định tâm thì chúng ta ngủ, ta nói sẽ thức gì ăn cơm sáng. Hay là chúng ta không định tâm gì hết, chúng ta ngủ. Chưa có nói rằng ngày mai nhìn, chúng ta ngủ, ngủ thức dậy ngày mai à dàn, phát trợ. Thì chúng ta phải làm sao? Không nhịn hay nhịn? Qua trời phải nhịn. Cho dù chưa định tâm cũng phải nhịn ngày hôm nay. Tại Ramadan toàn là tháng không được phép ăn vào ban ngày. Người nào ở tại quê hương đầy đủ điều kiện mà không có gì, không có bất cứ lý do gì hết là không được phép ăn vào tháng Ramadan toàn. Vào ban ngày ăn là haram. Thức ăn vào tháng Ramadan toàn vào ban ngày trở thành haram, giống như chúng ta ăn những cái haram vào những ngày thường. Mà cái haram còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng người đó phải nhịn, nhưng mà định tâm hôm đó không công nhận, bắt buộc anh ta phải nhịn bù vào ngày hôm đó. Nhưng ngày hôm đó anh ta vẫn phải nhịn, em anh ta phải nhịn. Nhưng mà người nào mà lỡ ngủ quên, nói rằng là gì, mình sẽ thức dậy ăn cơm nhịn, nhưng mà lỡ ngủ quên tới sáng thì đó đã nhịn rồi đó, đó đã định tâm rồi đó em. Trừ khi người nào không nói gì hết, người nào nói ngủ đi 4 giờ thức dậy ăn cơm nhịn, nhưng mà ngủ luôn cho tới azan, chúng ta đã nhịn, đã định tâm rồi đó. Chúng ta định tâm rồi đó, đừng có lo, đã định rồi đó em. Nhưng một cách đơn giản nhất để chúng ta định tâm đó, thì ulama nói chúng ta định tâm ngay ngày đầu tiên đó, chúng ta nói định tâm cho tháng Ramadan, cái gì là vô tư. Chứ cái là vô Ramadan nói định tâm nhìn cha Ramadan nguyên một tháng, rồi chúng ta nhìn nguyên một tháng, khỏi cần phải nói mỗi đêm mỗi ngày. Nhưng mà tốt nhất nên nói mỗi đêm đó, theo ulama tốt nhất thì nói mỗi đêm. Còn người nào sợ chỉ cần nói ngày đầu tiên thôi, xong là cứ ăn uống sau đó chúng ta nhìn, cho dù ngủ cho đến thế nào cũng vẫn nhìn được. Là có hai cách định tâm. Định tâm nó có hai cách. Thứ nhất, chúng ta định tâm vào ngày đầu tiên của tháng, chúng ta nói rằng chúng ta định tâm nhịn cha nguyên một tháng Ramadan, là chúng ta không cần phải lặp lại sự định tâm đó. Cho dù nửa tháng sau chúng ta vẫn còn định tâm, để định tâm ở ngày đầu tiên rồi. Còn người nào định tâm mỗi ngày, tức là ngày hôm nay định tâm ngày mai nhịn, ngày mai định tâm ngày mốt nhịn, ngày mốt định tâm ngày sau nhịn, cứ như thế đấy, thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc làm kia. Nhưng mà nó lu bu, nó sợ quên, quên một cái là chúng ta sẽ mất đi cái nhìn đó. Allah biết được rõ ràng như thế, chỗ này như thế nào. Rồi, đó là những cái chương đầu tiên về định nghĩa và những cái điều kiện. Bây giờ chúng ta vào cái phần thứ hai. Những ai được phép ăn uống trong tháng Ramadan? Những ai được phép ăn uống trong tháng Ramadan? Thứ nhất là những người bị bệnh và những người già. Thí dụ những người nào bị bệnh hoặc những người già không thể nhịn thì những người đó được phép ăn uống trong tháng Ramadan. Nhưng bệnh đây nó có hai loại bệnh. Thứ nhất là bị bệnh bình thường, giống như bị cảm mạo hay là bị sốt hay là bị những cái bệnh đơn giản thôi, thì những người bệnh đó đó, nếu có khả năng nhịn thì họ nên nhịn, và sự nhịn của họ có giá trị. Còn họ không nhịn, họ được phép ăn uống cho đến khi hết bệnh, họ nhịn bù lại ngày hôm đó em. Đó là người bệnh thứ nhất. Loại bệnh thứ hai là đối với người bệnh không có khả năng không khỏi, giống như người bệnh nan y đi, hay là bệnh đau, có người bệnh đau bao tử mà bị loét bao tử hay là viêm bao tử gì mà bác sĩ nói không thể nhịn được đó, thì những người đó là kêu là bệnh không thể nhịn rồi đó. Thì những người đó, hay là những người già nữa, những người cao tuổi 90 tuổi hoặc là hơn nữa không thể nhịn, thì những người đó được phép miễn nhịn. Miễn nhịn tức là không nhịn, không nhịn trong Ramadan cũng không nhịn ngoài Ramadan luôn, là họ được phép miễn nhịn. Nhưng đổi lại họ phải nhịn bù, họ phải xúc thức ăn bù, tức là họ phải thay thế bằng thức ăn. Là cái thức ăn, cái số định lượng thức ăn mà họ thay thế đó là 1,2 kg gạo, tức là 1,2 kg theo cái thức ăn của địa phương đó. Thì ở Việt Nam chúng ta đa số là thức ăn chính chúng ta là gạo. Thì mỗi một người nào già, những người bị bệnh không thể nào nhịn được, được phép miễn nhịn, thì người đó phải nhịn bù. Đấy, người đó phải trả thức ăn bù mỗi một ngày cho một người nghèo với một số lượng gạo là 1,2 kg. Thì cái bằng chứng cho cái việc làm đó đó là ở trong Quran, Allah Ta'ala ngay từ cái đầu là mặt khải đầu tiên về bắt buộc nhịn chay đó, thì Allah Ta'ala cho lựa chọn. Người nào muốn nhịn chay thì nhịn, người nào muốn xuất thức ăn thì xuất thức ăn. Nhưng mà Allah khuyến khích nên nhịn. Đó là cái lần đầu tiên nhịn chay bắt buộc xuất. Nhưng sau này thì Allah Ta'ala trở nên hòa chụp bắt buộc phải nhịn chay. Thì những người nào bị bệnh thì được phép đi vào cái trở lại đầu tiên là xúc thức ăn. Và đó là việc làm của Sahaba, của ông Anas, cái người hầu của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ông ta ở 1-2 năm cuối đời của ông ta đó, ông ta không có khả năng nhịn, và ông ta đã xúc thức ăn thay thế. Đã được Sahih Bukhari ghi lại. Và cái thứ hai nữa là ông Ibn Abbas, ông ta cũng nói tương tự như vậy.
những người già không có khả năng nhịn thì người đó phải xúc thức ăn thay thế. Còn thứ hai, cái điều kiện thứ hai, cái người thứ hai được phép ăn uống trong tháng Ramadan là người đi xa. Giống như ở đây đi, chúng ta đi Sài Gòn, đi buôn bán Sài Gòn hay đi công chuyện Sài Gòn hay đi đâu xa nữa, thì chúng ta được phép lựa chọn, muốn ăn thì ăn, muốn nhịn thì nhịn, tùy ý chúng ta. Nếu mà nhịn thì chúng ta sẽ phải nhịn bù vào những ngày khác, còn nếu chúng ta ăn uống thì chúng ta phải nhịn bù, chúng ta được quyền lựa chọn. Thì ở đây là mẹ họ mới có phân tích với nhau. Đối với người nào mà đi đường một sự dễ dàng đó, tức là đi đường mà không cầm giấy mệt mỏi như xưa, ngày xưa đi thì họ phải thức sớm chuẩn bị này kia, phải đi bộ rất là tốn hao sức lực, thì những người đó không nên nhịn, tại vì rất là mệt. Còn những thời nay thì ngược lại, nó rất là dễ dàng, tất cả mọi chuyện đều dễ dàng hết, chỉ cần ngồi lên là sau đó là bước xuống là chúng ta đã tới nơi, không cần phải tốn công tốn sức gì hết. Thì nếu có dễ dàng vậy nên gì có thể nhịn thì nên nhịn, chúng ta nên nhịn để khỏi phải bù ở ngày sau. Còn nếu không, chúng ta muốn được không nhịn gì vẫn được. Còn đối với người, cái khoảng cách như thế nào mới được phép, khoảng cách như thế nào, xa bao xa mới được phép là rơi vào cái sự dễ này, thì theo sách này Rui Lê Mê nói ít nhất phải 80 cây số. Tức là những người nào được phép rút gọn cái hành lễ xô lá của mình đó, tức người nào mà rời khỏi nhà mà được phép rút gọn lễ xô lá, được phép gom lễ xô lá lại, thì người đó được phép không gì không nhịn, nếu không nhịn luôn. Còn đối với người nào đi khoảng thời gian ngắn hơn thì anh ta vẫn chưa có được phép về cái giới hạn cho phép bắt buộc phải nhịn quả chịch. Giống như đây Long Xuyên, nó chỉ mới có 60 cây số thôi thì vẫn chưa được phép, mà phần phải hành lễ xô lá đủ giờ, đúng giờ và đủ, và được bắt buộc phải nhịn. Tại đây Long Xuyên chưa đủ 80 cây số em, chỉ có hơn nữa thôi, hút Long Xuyên qua bên bờ Dòng Cống bên kia xuống tới Cần Thơ vậy đó, thì anh ta mới gọi là sa phết. Còn thứ hai nữa, sa phết như thế nào, đi đường như thế nào mới được phép nhịn, chứ không phải đi ra sa phết là nhịn. Người nào mà đi rời khỏi nhà sa phết với một mục đích xấu, giống như rời khỏi nhà muốn đi xem những cái gì, làm những gì haram đi chẳng hạn, muốn đi xem ca nhạc hay muốn xem một cái cầu thủ bóng đá hay là muốn xem một cái nghệ sĩ nào đó, thì những cái đó sa phết đó, dù anh ta đi tới Sài Gòn hay là anh ta đi xa hơn Sài Gòn nữa, thì những cái đó gọi là sa phết ma'siyah. Cho nên là mẹ họ không cho phép, không cho phép rút ngắn lễ xô lá, không cho phép gom lễ xô lá, và cũng không cho phép không nhịn, bắt buộc wajib phải nhịn cho dù có đi xa. Hay là người nào lợi dụng sa phết, giống như có một số người họ không muốn nhịn trong tháng Ramadan mà họ lợi dụng Ramadan để họ đi du lịch, họ muốn đi du lịch trong tháng Ramadan để họ khỏi phải nhịn, thì nếu người nào có mục đích đó wajib phải nhịn, tại cái mục đích là mục đích xấu. Trừ khi người nào có công chuyện đi thôi, ví dụ như có công chuyện phải đi, bắt buộc phải đi chứ trong lòng không muốn đi, thì những người đó thì họ được phép muốn nhịn thì nhịn, không thì không. Hoặc là những người làm tài xế taxi hay là những người tài xế lái xe khách, giống như việc làm của họ là tài xế lái đây Sài Gòn tuyến đường xa thì nhiệm vụ của họ rồi, thì những người đó được phép không nhịn, được phép không nhịn, tại nhiệm vụ của họ là lái xe đi về, họ những người đó công việc của họ đàng hoàng họ thì không sao. Còn những người nào những mục đích khác á, thì đó là haram họ. Về cái bằng chứng cho cái việc mà đi đường chúng ta không nhịn á, thì có rất nhiều trong Quran thì chúng ta nghe nãy giờ rồi, còn về hadith thì có một người hỏi sahabat hỏi Nabi chứ thưa Nabi, vậy chứ khi tôi đi đường có wajib tôi nhịn hay không? Thì Nabi Salam nói nếu như anh muốn thì anh nhịn, còn nếu không thì anh không nhịn. Tức là chúng ta được phép lựa chọn, nếu chúng ta đã đi đường rồi thì chúng ta có quyền lựa chọn. Nếu dễ dàng chúng ta nhịn, còn không dễ dàng chúng ta không nhịn. Điều thứ hai, đối với một số người khi đi đường wajib anh ta phải xả chay. Giống như số người nói tôi đi đường nhưng mà tôi có sức khỏe tôi muốn nhịn, thì có một số người wajib anh ta phải xả chay khi anh ta đang đi đường. Có một lần Nabi Salam gặp một vị sahabat, ông ta đứng ở ngoài nắng, mọi người vô xung quanh ông ta vậy. Thì Nabi hỏi chứ chuyện gì xảy ra, thì người ta mới nói ông ta đang nhịn chay. Thì Nabi mới nói không phải cái sự ngoan đạo là cái việc nhịn chay khi đi đường, tức là không phải mình thể hiện cái sự ngoan đạo của mình là mình nhịn chay khi mình đi đường, đó là ngoan đạo không phải. Mà ngoan đạo là gì, mình làm sao cho mình thì cơ thể mình nó khỏe, mình làm theo những gì mà Allah cho phép dễ dàng đối với mình, đó mới gọi là ngoan đạo. Sự ngoan đạo là sự làm theo khuôn khổ của Islam cho phép mới gọi là ngoan đạo, chứ không phải sự ngoan đạo là ép bản thân mình làm những gì mà bản thân mình không thể làm được, thì đó không phải là ngoan đạo. Thì những trường hợp mà đi đường mà chúng ta giống như trời quá trời nắng đi, nắng đến nỗi mà không thể nào mà kiềm chế được, thì chúng ta nên ăn uống bình thường để cho có sức khỏe. Hoặc là chúng ta làm công việc mà chúng ta nhịn nữa, mà chúng ta công việc sẽ mất đi hiệu quả, thì chúng ta nên ăn uống đi, tại chúng ta đang được phép giảm miễn
Thì chúng ta nên ăn uống bình thường để làm một công việc có hiệu quả, sau đó quay trở về nhà chúng ta nhịn bù là những ngày khác. Islam cho phép mà, chứ không phải mà sự ngoan đạo nói tôi Muslim tre tháng trong toàn tôi phải nhịn. Không phải, đó là những người không hiểu biết về cái Islam mới như thế. Điều nữa là đối với phụ nữ, là khi phụ nữ bắt đầu chu kỳ kinh thì cô ta không được phép nhịn, hay là phụ nữ sau khi sanh nở không được phép nhịn. Thí dụ phụ nữ vào nhịn chay từ buổi sáng cho đến giờ, gần đến giờ mờ đẹp, chỉ còn 1-2-3 phút đồng hồ đó là đến giờ xả rồi, nhưng mà bắt đầu máu chu kỳ nó bắt đầu liền ngay lúc đó. Chỉ cần bắt đầu trước khi giờ mặt trời lặn vài giây thôi, không cần nhiều, trước vài giây thôi, hư sự nhịn chay ngày hôm đó. Ngày hôm đó không tính, ngày hôm đó không được tính, bắt buộc phải nhịn bù. Nhưng đừng có lo, Allah dẫn cho ân phước của ngày hôm đó, Allah cho cái barakat và cho ân phước của ngày hôm đó, nhưng không công nhận ngày hôm đó đã nhịn, mà ngày hôm đó thiếu, bắt buộc phải nhịn ngày hôm sau. Thứ hai, và cô ta đang trong chu kỳ trước khi giờ, trước khi cánh rạng đông xuất hiện mà bắt đầu sạch kinh, tức là trước giờ rạng đông xuất hiện á, thí dụ như là giờ rạng đông là nó 4 giờ 20, hiện tại chúng ta ở đây là 4 giờ 21 phút đi chẳng hạn, thí dụ giờ rạng đông là 4 giờ 21 phút là vô giờ đó, là giờ nhịn bắt đầu chúng ta. Nhưng người phụ nữ sạch kinh bắt đầu 4 giờ 20 phút 30 giây đi, hay là 45 giây đi, tức là trước đó vài giây đó mà cô ta sạch kinh, quá trời phải nhịn ngày hôm đó, quá trời phải nhịn. Còn sau khi định tâm nhịn, chúng ta phải định tâm nhịn, sau đó tắm rửa lại, sau đó định tâm nhịn liền khi vừa sạch kinh, và sau đó tắm rửa bước vào hành lễ salat và nhịn chay tới chiều. Chúng ta phải về nhắc những người gì, những người phụ nữ chúng ta là phải biết cái điều này. Khi đã hư xuất kinh, có kinh trước khi mặt trời lặn, hư nhịn chay ngày hôm đó phải xả chay liền, ăn uống liền liền hôm đó đi. Và khi bắt đầu sạch kinh trước khi mặt trời về cái ánh rạng đông xuất hiện, qua trời phải nhịn ngày hôm đó, nếu không cho chùa xa, nếu xong không mang tội với Allah Ta'ala ngày hôm đó. Bởi vì cái luật này chúng ta cần phải biết nó để về chúng ta truyền lại cho những người khác. Và đối với nam cũng vậy, hay là nói với những người mà bị chùa nuột, có một số người nói rằng tôi bị chùa nuột, tôi chưa tắm, tôi không định tâm nhịn chay, đó là sai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có hadith Aisha nói, Nabi đã định tâm nhịn chay trong lúc Nabi bị chùa nuột, sau đó Nabi tắm rửa, Nabi mới hành lễ salat. Nabi đã định tâm nhịn chay Ramadan đó nha. Nabi định tâm nhịn chay Ramadan trong lúc Nabi đang bị chùa nuột, sau đó Nabi tắm rửa, Nabi bước ra ngoài hành lễ salat. Tức là gì? Cái chùa nuột á, nó không phải là cái điều kiện để chúng ta được phép nhịn hay là không được phép nhịn. Nó nằm ngoài. Cái sự nhịn chay nó không liên quan đến chùa nuột bây giờ, nó rời nhau. Thì chúng ta có bị chùa nuột hay không bị chùa nuột, chúng ta vẫn được phép nhịn và wajib phải nhịn. Điều kế tiếp thứ tư là những người, trong số những người mà được phép miễn giảm không nhịn, đó là người phụ nữ đang mang thai hoặc là phụ nữ đang cho trẻ bú. Thì người nào phụ nữ đang mang thai và đang cho trẻ bú, sợ rằng mình nhịn ảnh hưởng đến bào thai của mình, hoặc mình nhịn sẽ mất sữa, con mình nó sẽ không được sức khỏe, thì hai loại người đó được phép giảm không nhịn cho tháng Ramadan, nhưng sẽ nhịn bù vào những ngày gì, vào những ngày khác của tháng. Còn nếu mà sợ ảnh hưởng sức khỏe đến con mình nữa đó, thì chỗ này nó có hai điều nha, chúng ta nên nhớ. Thứ nhất là gì? Sợ ảnh hưởng đến bản thân mình và sợ ảnh hưởng đến con. Mà người nào sợ ảnh hưởng đến con mình nữa đó, thì tức là thứ hai là vừa cơ thể mình vừa thể đến con mình, thì người đó phải, thứ nhất, ngoài cái nhiệt nhịn bù cho lại, còn phải xúc thức ăn, còn phải xúc thức ăn cho cái ngày, cho cái ngày nhịn đó. Thì theo cái sách này đó là ghi như vậy em, tức là mình sợ ảnh hưởng đến bào thai hay sợ ảnh hưởng đến con trẻ của mình đó, thì được phép ăn uống bình thường, nhưng sau này mình nhịn bù thì mình phải xúc thức ăn nữa. Xúc thức ăn là cái phần thức ăn giống như nghe nãy là 1 kg 2 gạo. Và điều kế tiếp, những điều làm hư sự nhịn chay, tức là chúng ta đang ớn rơi vào những trường hợp sau đây sẽ hư ớn. Thứ nhất là cố ăn uống, cố tình ăn uống, giống như chúng ta biết hôm nay là nhịn mà chúng ta vẫn ăn uống, khi chỉ cần chúng ta nuốt một chút xíu thôi, cho dù cái thức ăn đó nó là halal hay là haram, hay là nó là chất có lợi hay là không có lợi, đều hư hết. Kể cả chúng ta nuốt sắt, nếu chúng ta nuốt sắt vô bụng á, vẫn hư á. Sắt nó không có lợi gì chúng ta chứ, nhưng mà chúng ta nuốt vô bụng, cố tình nuốt nó, hư. Bất cứ những cái gì mà từ bên ngoài mà đưa vào trong cơ thể chúng ta, vào bên trong đó, cho dù nó có lợi hay là nó không có lợi, đều hư sự nhịn chay chúng ta, không phân biệt có lợi hay không lợi. Còn về nước miếng chúng ta thế nào, nó được tính là bên ngoài không? Thì nước miếng là những gì thuộc trong cơ thể chúng ta được phép nuốt.
chúng ta đang nhịn chay được phép nuốt nước miếng từ sáng cho tới chiều, bất cứ lúc nào muốn nuốt vẫn được hết. Không có cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy rất là nhiều là đi phun nước miếng, thì chúng ta đừng bao giờ làm gì, làm gì chúng ta mệt sức khỏe chúng ta thôi. Tại vì cấm những thức, những cái gì bên ngoài cơ thể đưa vào bên trong cơ thể. Nước miếng chúng ta đâu phải nằm ngoài cơ thể chúng ta đâu, nước miếng không phải nằm ngoài cơ thể chúng ta mà nằm bên trong cơ thể chúng ta. Chúng ta được phép nuốt vào, chúng ta muốn nuốt thì nuốt, chúng ta muốn phun thì phun, quyền chúng ta, nhưng chúng ta được phép. Có một số người cứ phun hoài hoài, từ sáng tới chiều cứ phun hoài, nếu chúng ta phun hoài chúng ta sẽ không có sức tới chiều đâu, và đặc biệt trời nắng nữa làm sao chịu nổi cuống họng. Đã đang không uống nước mà còn phun nước miếng ở ngoài nữa thì chúng ta sẽ rất là gác cuống họng. Được phép uống nuốt tự do trừ khi chúng ta muốn phun thôi. Chỉ có đờm, chỉ có đờm, chúng ta biết đờm á thì nó là khác. Đờm là nó từ trong cơ thể chúng ta nó ra, nó ra ngoài, khi chúng ta đã lên nó còn nằm ở đây chúng ta được phép nuốt xuống nè, nằm ở cuống họng á được phép, nếu mà dằn được cho nó xuống lại thì cho nó xuống. Còn khi nó ra tới miệng rồi hoài chẹp phải nhả đó, khi mà đờm nó ra tới miệng hoài chẹp phải nhả chúng ta nuốt vào hơi ớt nó, đó là đờm. Còn nước miếng thì nó là khác, nó là thường tại nước miếng là cái tuyến nước bọt làm cho cuống họng chúng ta nó lưu thông. Còn nếu mà chúng ta cắt nó thì coi như là chúng ta sẽ không thể nào nói chuyện được. Thì chúng ta nên nhớ là lưu ý là gì, được phép. Thì cái bằng chứng là Allah Taala, cái kinh đầu tiên Allah Taala không cho phép ăn uống vào 3 ngày Ramadan. Còn trường hợp là người nào đang nhịn mà quên đi, quên hôm nay mình nhịn, mình ăn, thí dụ ngủ giấc thức dậy, theo thói quen là thức dậy là múc cả nước uống, hay là thói quen thức dậy cái có cái bánh gì đó là nhai, đó là thói quen bình thường hàng ngày đi. Nhưng vô Ramadan cũng vậy, quên, ngủ thức dậy cái múc cả nước uống, uống cho một ca cái hôm nay nhịn ta, thì chứ làm sao? Thì nếu chúng ta đang uống mà chúng ta nhớ rằng chúng ta nhịn, chúng ta ngừng liền. Hoặc chúng ta đang uống mà người nào nói ô hôm nay nhịn mà, thì chúng ta ngừng liền. Thì cái những gì mà nó, những gì mà đã nuốt rồi đó chúng ta xuống, còn những gì còn trong miệng nhả ra. Những gì đã nuốt rồi thì Nabi Salam nói đó là cái ân sủng Allah dành riêng cho con người đó. Nabi nói người nào mà đang nhịn chay mà lỡ ăn lỡ uống thì cứ việc nhịn tiếp tục cho tới chiều, những gì đã ăn đã uống là bởi cái ân sủng Allah dành riêng cho người đó. Barakat, đó là barakat riêng cho ngày hôm đó, đó. À, người ta nhịn hết mà mình vẫn được ăn vào ngày hôm đó thì barakat của mình rất là lớn ngày hôm đó. Em, chúng ta phải nhịn tới chiều. Nhưng khi chúng ta đã nhớ hay là người ta nhắc mình phải nhả nghe mà mình cố ý là mình hư. Rồi, cái điều thứ hai làm hư sự nhịn chay đó là quan hệ giao hợp, quan hệ vợ chồng. Thì bất cứ một người nào quan hệ vợ chồng vào ban ngày Ramadan hư sự nhịn chay, mà một cái hình phạt rất là lớn đối với người nào vi phạm. Người nào mà lỡ quan hệ tháng Ramadan thì thứ nhất thì người đó phải tâu bạch. Thứ nhất phải tâu bạch. Thứ hai phải cầu xin Allah Taala tha thứ. Thứ ba phải nhịn chay bù ngày hôm đó vào ngày khác. Và thứ tư phải chịu một hình phạt nặng nề. Một hình phạt rất là nặng đối với những người nào vi phạm. Thì có một hadith Nabi Sallam đang ngồi với Sahabat. Có một người đàn ông chạy đến, ông ta nói thưa Nabi chết tôi rồi, thưa Nabi. Nabi hỏi chuyện gì? Thì ông ta nói tôi lỡ quan hệ với vợ tôi vào ban ngày Ramadan. Thì Nabi nói anh có thể có nô lệ phóng thích không? Tức là có nô lệ phóng thích để mà chuộc cho cái tội anh vi phạm đó không? Thì ông ta nói không có thưa Nabi. Thì Nabi mới hỏi tiếp chứ vì anh có khả năng nhịn chay 2 tháng liền không? Thì ông ta mới nói không thưa Nabi, nhưng có rì qua giá đường gì khác đó. Thưa Nabi, tại vì tôi không kiềm chế, cũng tại vì nhịn chay tôi không kiềm chế nổi. Còn nếu mà này tôi nhịn chay thêm 2 tháng làm sao tôi chịu nổi. Nghe không? Chỉ vì nhịn chay nên tôi mới vi phạm đó đó. Còn nếu nhịn chay 2 tháng làm sao tôi có khả năng. Thì là bị hỏi chứ vậy chứ anh có thể xuất thức ăn cho 60 người nghèo không? Tức là 60 phần cho 60 người nghèo. Thì ông ta nói không thể thưa Nabi. Thì ba điều đó không thể rồi. Thì Nabi ngồi yên lặng. Một lát sau có người đem cho Nabi một chậu trà lạ. Thì Nabi mới nói đâu rồi người hồi nãy đâu rồi. Thì ông ta nói tôi đây thưa Nabi. Thì ông ta nói anh hãy đem cái này đi phát cho những người nghèo đi. Thì ông ta mới nói cho ai Nabi? Cho những người nghèo hơn tôi hả? Tôi xin thề với Allah trong khu vực này không ai nghèo hơn tôi nữa. Thì Nabi nghe Nabi cười. Nabi cười là thấy luôn cái hàm răng của Nabi. Nabi nói vậy anh đem về phát cho con cái và vợ gia đình anh ăn. Thì đối với người nào lỡ quan hệ vi phạm cái tội đó thì nó phải thứ nhất phóng thích một nô lệ, mà ngày nay nô lệ chắc là không có rồi. Thì vào thứ hai này là làm theo thứ tự chứ không có lựa chọn nha, làm theo từ trên xuống dưới, khả năng ở trên không có mới xuống, khả năng dưới không có mới xuống dưới. Thứ nhất là phóng thích nô lệ,
không có khả năng thì phải nhịn chay 2 tháng liên tiếp. Tức nhịn chay liên tiếp 2 tháng. Người nào mà nhịn đã bờ được gì 59 ngày, gì 58 ngày rồi mà ngày thứ 59 không thể nhịn được mà thì sẽ bắt buộc nhịn trở lại. Bắt buộc phải nhịn trở lại. Tại Allah kêu là gì? Shahrain mutatabi'in, 2 tháng liên lạc nhau. Không được phép nghỉ bất cứ một ngày nào trong tháng 2 tháng đó. Còn nếu không có thể như thế thì qua bước thứ 3 đó là xuất thức ăn cho 60 người nghèo. Là mỗi một phần là 1kg 2 gạo cho 60 người nghèo như vậy. Còn nếu người nào không có khả năng giống như người đàn ông hồi nãy nữa thì inshallah chờ đợi đi. Anh ta vẫn còn, anh ta vẫn chưa hết tội nha, anh ta vẫn còn cho đến khi cuối đời luôn. Cái tội đó sẽ đeo anh ta cho đến cuối đời, cho đến khi trước khi anh ta chết mà vẫn không có khả năng inshallah Allah so. Em, thí dụ như nghèo như thế thì anh ta vẫn cái tội vẫn chưa Allah vẫn chưa xóa đâu. Sẽ đeo bám anh ta cho đến cuối đời, cho đến khi cuối đời mà anh ta vẫn không có khả năng như thế thì Allah sẽ xóa anh ta trước khi. Tại mình đã đến cuối đời mình, tại vì bây giờ mình không thể biết mong rằng sau này mình sẽ có tiền thôi. Nhưng khi đã cuối đời gần chết rồi mình vẫn không có thể thì Allah không bắt tội nữa. Allah sẽ xóa đi cái tội đó, tại không có khả năng nữa. Allah không ép buộc làm những gì quá khả năng của mình. Cái thứ ba làm cho hư sự nhịn chay chúng ta là chúng ta cố tình ói. Ói là chúng ta móc thức ăn nằm trong cơ thể chúng ta ra ngoài đó. Cố tình đó thì làm cho hư. Còn nếu chúng ta đi xe bị say sóng hay là chúng ta bị bệnh nhức đầu hay gì mà nó làm chúng ta ói, không hư. Bởi này bị Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith, ai mà cố tình làm cho ói thì cần phải nhịn chay bù. Còn ai mà bị bệnh hay bị cuộc lý do gì mà làm cho mình ói thì người đó cứ nhịn, cứ tiếp tục nhịn cho tới chịu. Đó chẳng qua là bệnh thôi, mình không có ngoài khả năng của mình. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, cái điều thứ tư làm cho hư sự nhịn chay chúng ta là giác nẻ. Giác nẻ là chị bệnh lấy lưỡi lam gạch xíu cái lấy cái ống giác chụp lên rút máu đó. Thì người nào mà giác nẻ đó, cái người giác nẻ là hư. Hư sự nhịn chay giống như là bị Salam nói hadith, người giác nẻ hư sự nhịn chay. Và này bị nói là cả người đứng ra làm cái hành động giác cũng hư luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó khác với cái hành động giác ngày nẻ ngày hồi xưa. Thời của Nabi đó, giác nẻ không phải giống chúng ta ngày hôm nay. Ngày xưa là giác nẻ là một cái ống, họ lấy một cái ống là họ gạch và cái người đó mới để cái đầu kia dính vào cái phần đó, còn cái này dùng cái miệng mình hút trực tiếp. Thì Nabi nói cả hai người đều hư sự nhịn chay hết. Em, nhưng mà ngày nay chúng ta không làm cái trừ làm vậy mà chúng ta dùng cái ống giác thì nó dùng một cái vật dụng khác. Thì hư thì chỉ hư cái người làm thôi. Cái người mà nằm để ta làm, của cái người mà đứng ra làm cái hành động đó thì người đó không hư. Wallah alam. Còn nếu người nào mà dùng trực tiếp nha, giống như thời này vì là lấy cái ống gắn trực tiếp vô cái đó mà nút á, thì cả hai đều hư hết, người làm và người được làm đều hư hết. Còn nếu dùng dụng cụ thì chỉ có cái người làm thôi, còn cái người thợ là không hư. Và cái điều thứ năm làm hư sự nhịn chay thì đó là phụ nữ. Nói về phụ nữ thôi, giống như chúng ta nghe hồi nãy rồi về máu chu kỳ của họ. Và điều thứ sáu đó là định tâm. Cái chỗ này cũng là quan trọng, định tâm. Giống như một người nào đó đang nhịn chay cho tới 12 giờ trưa đi chẳng hạn, hay là 1-2 giờ trưa, cái nói thôi xả chay rồi. Thì người chỉ nói là tôi xả chay rồi, định tâm và xả chay đó. Nhưng mà không ăn vậy cho nghe, chứ nói là ơi xả chay rồi. Nhưng mà không ăn, không uống, không làm gì hết, vẫn nhịn cho tới chiều. Thì sự nhịn chay cho nên vô nghĩa ngay lúc đó. Tại vì chúng ta chúng ta biết cái định tâm á, là nó là một cái điều quan trọng nhất của sự nhịn chay. Nó chỉ có hai điều kiện, hai cái rút nôn. Thứ nhất là nhịn ăn nhịn uống, thứ hai là định tâm. Mà người nào bắt đầu thay đổi định tâm của mình, xả chay, thì cái sự nhịn chay của họ cho nên vô nghĩa liền ngay lúc đó. Cho dù không ăn không uống thì gì lúc đó. Nhưng hỏi chứ anh ta có được phép ăn uống không, thì câu trả lời không được phép ăn uống, phải nhịn chay tiếp tục tới chiều. Nhưng sự nhịn chay hôm đó cho nên vô nghĩa, và anh ta phải tâu bạc ngày hôm đó. Tại anh ta đã định tâm xả chay trước khi giờ đã cho phép. Và điều thứ bảy làm cho hư sự nhịn chay đó là chúng ta phản bội đạo, tức là bỏ tôn giáo, nói tôi không theo Islam nữa. Thì như thế nó đã, chẳng những cái sự nhịn chay chúng ta nó hư, mà tất cả những ibadat chúng ta trước kia, haji, sadaqa, siyam hay gì, solat gì, tất cả đều hư hết. Allah Sala phán là gì? Wa in sha'a wa in ashrakta la yahbatun 'amalak. Nabi nói khi mà ngươi Muhammad dám phản bội bà đạo thì tất cả mọi việc làm ibadat của người cho nên dùng vậy. Thì người nào mà người đó là người Muslim thì cho hậu hơn người Muslim, họ làm thì Muslim theo 50-60 năm chẳng hạn, mà họ nói tôi bỏ đạo thì tất cả việc làm của họ mấy chục năm trước Allah xóa sạch hết, Allah không chấp nhận. Nhưng mà khi người đó quay trở lại Islam
khi cái đó quay trở lại Islam thì inshallah Allah sẽ cho trở lại. Chớ đừng có nói rằng tôi vẫn còn Islam, sau này Allah sẽ cho tôi cái khoảng thời gian Islam là không. Khi mình bỏ đạo là tất cả bài tịch bị hư hết. Trừ khi tâm hoạch sám hối trở lại thì inshallah Allah sẽ cho nó trở lại. Chỉ chỗ này ulema có khilaf, có hòa chịp hành làm hajj trở lại hay là không hòa chịp hành làm gì trở lại. Đối với người đã làm gì rồi sau khi đã bỏ đạo thì có khilaf nữa. Thì chúng ta qua cái điều cuối cùng, thì nói cuối cùng nữa đó là khuyến khích nên làm theo trong lúc nhịn. Chúng ta nên làm những khuyến khích này. Hồi nãy giờ chúng ta nghe cái hòa chịp những cái điều kiện rồi, chúng ta nên nghe khuyến khích nữa. Khuyến khích thứ nhất đó là chúng ta nên ăn suhoor, tức là ăn cơm nhịn. Nên ăn cơm nhịn, đừng bao giờ bỏ nó. Cho dù là chỉ uống một ngụm nước thôi cũng phải thức dậy để mà uống đó. Tại Nabi Sallam nói tasaharu fa inna fi suhoor baraka, các người hãy ăn nhịn, ăn về ăn cơm nhịn đi, bởi trong cái phần ăn uống đó nó có barakat của Allah Taala, có hồng phúc của Allah. Đúng là ăn chúng ta sẽ được Allah Taala ban cho barakat, có thể nhịn được tới chiều. Đừng nên bỏ nó. Và Nabi nói gì, tụi Do Thái giáo nó không bao giờ ăn nhịn. Do Thái giáo nó cũng nhịn như chúng ta, nó cũng nhịn chay, nhưng nó không cần cơm nhịn. Nabi kêu hãy làm khác tụi nó. Nên chúng ta phải ăn cơm nhịn, cho dù chỉ uống một ngụm nước thôi cũng phải uống trước khi chúng ta bắt đầu nhịn. Đừng bao giờ bỏ nó. Và cái khoảng thời gian nào nên ăn là tốt nhất? Theo Sunnah của Nabi Sallam á, nên ăn trước khi giờ phát trợt, nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ. Bởi có hadith của ông Zaid, ông ta nói chúng tôi đã ăn cơm nhịn với Nabi, sau khi chúng tôi đứng dậy xong cái phần cơm nhịn là chúng tôi bước vào hành lễ salat. Tức là vừa xong cơm nhịn và hành lễ salat liền. Tức là Nabi ăn rất là gần với cái giờ salat. Ví dụ như là chúng ta là 4 giờ 21 phút chúng ta vào nhịn. Tốt nhất đó, chúng ta nên ăn khoảng từ 3 giờ rưỡi cho đến 4 giờ gì đó, hoặc là gì 3 giờ 45. Khoảng đó là khoảng tốt nhất. Tại chúng ta vừa ăn no xong chúng ta vào hành lễ salat liền, chúng ta bắt đầu nhịn liền đó, cơ thể chúng ta sẽ rất là thoải mái. Còn nếu chúng ta ăn chắc 12 giờ khuya, 2 giờ khuya hay là sớm nữa đó, chúng ta sẽ ngủ. Tại vì ăn xong 2 3 giờ rồi thức làm gì giờ đó, phải ngủ. Thì chúng ta giật mình thức dậy, cơ thể chúng ta sẽ bị gì? Tiêu hao hết một cái thức ăn rồi, thứ nhất. Thứ hai, nếu chúng ta ngủ sau khi no thì sẽ không bao giờ ngủ thức gì sớm. Mà khi bụng đã no thì sẽ ngủ một giấc rất là dài, mà khi ngủ dài sẽ ngủ luôn tới 7 8 giờ sáng, chúng ta mất đi salat fajr. Mất đi cái ơn phước của ớ nữa. Salat là quan trọng, mà chúng ta đã nhịn mà chúng ta lại không hành lễ salat đúng giờ giấc thì chúng ta đã mất đi cái bala gì rất là mất đi ơn phước. Thì nên ăn với rất là trễ. Càng trễ càng tốt. Có sức khỏe đủ để chúng ta nhịn. Đừng có ăn sớm, phải ăn hơi trễ xíu đi. Và đấy nữa, thứ ba là khi đến giờ xả chay đó, không chần chờ. Thí dụ như nói, khi chúng ta nghe nó Allah, bất chỉ cần nghe nó Allah ăn liền, khỏi chờ đến Allah bên. Khi chúng ta nghe người Azan nói Allah là đã ăn liền, đừng chờ, đừng nhìn người xung quanh, người kế bên, ăn liền đi. Tại Nabi Sallam nói hadith La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr, mọi người sẽ luôn được tốt đẹp miễn sao họ tranh thủ xả chay liền khi đã đến giờ. Khi đã đến giờ xả chay liền. Có một số người đó, có một số người nói rằng là gì, trừ hao đi, trừ hao 1 phút, trừ hao 2 phút, hoặc là chờ người Azan để ăn chung cho nó gì, cho tập thể. Đó là sai. Người nào có ý định đó làm sai sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khi đến giờ là xả liền, không chờ một người nào xung quanh hết. Tại đến giờ cho mình xả rồi, mình đã nhìn từ sáng tới chiều rồi, đến giờ này đã giờ được ăn rồi mà chúng ta chờ nữa, chúng ta làm khác sunnah. Còn nếu chúng ta nhịn trước giờ, ví dụ có một số người là nhịn trừ hao 4:20 mới bắt, 4:21 mới bắt đầu nhịn, mà mới 4 giờ bắt đầu bước vào nhịn rồi, thì đó là càng làm sai sunnah của Nabi. Tức là không nhịn trước giờ quy định và cũng không xả chay trễ hơn giờ quy định. Đúng giờ nhịn, đúng giờ xả. Đó là sunnah của Nabi Sallam, vừa được barakat, vừa được bala của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tốt nhất, không có đường lối nào mà tốt đẹp bằng đường theo của Nabi Sallam hết. Và sunnah nên xả chay những cái gì? Thì Sa Bạch nói, giống như ông Anas nói, sunnah Nabi đó là Nabi khi xả chay Nabi ăn vài trái chà là tươi. Ăn vài trái chà là tươi trước khi Nabi hành lễ salat Maghrib. Còn không có chà là tươi thì Nabi ăn vài trái chà là khô. Vài trái đây là Nabi thường ăn số lẻ. Nabi thường ăn số lẻ 1 trái, 3 trái, 5 trái, 7 trái. Nabi thường ăn số lẻ vậy. Thì ăn vài trái chúng ta muốn. Còn nếu không có trà là khô nữa thì Nabi uống vài ngụm nước, nước lạnh á. Uống nước lạnh vài ngụm. Còn nếu không có nữa thì ăn bất cứ thức ăn gì chúng ta có thể ăn. Còn nếu mà không có thức ăn nữa, chúng ta định tâm chúng ta xả chay, như thế là đủ. Chúng ta đến giờ xả chay. Thì đó là sunnah chúng ta nên làm.
uống nước hay là ăn chà là hay gì trong lúc nhịn đến làm liền. Nhưng mà nếu có chà là chúng ta nên ăn chà là trước đi, cho dù chúng ta ăn một miếng cũng được, đúng sinh nắng thôi này vì. Còn không có chà là chúng ta nên uống nước lạnh trước, tại vì này vì làm thứ nhất là ăn chà là tươi, thứ hai ăn chà là khô, thứ ba uống nước lạnh. Nếu chúng ta uống nước lạnh sẽ đúng theo sinh nắng này vì hơn là chúng ta uống nước ngọt hay là chúng ta uống nước đá hay là chúng ta uống nước gì đó, sinh nắng này vì là tốt nhất. Và điều khuyến khích nên làm nữa là chúng ta nên dua, dua trong lúc xả chai. Và có hadith này bị nói có ba loại dua Allah không bao giờ khước từ nó, có ba loại dua Allah không bao giờ bỏ nó. Thứ nhất là lời dua của người imam, tức người lãnh đạo công bằng liêm chính. Thứ hai là lời dua của người đang nhịn chai trong suốt khoảng thời gian nhịn, đặc biệt là trong lúc đang xả chai, trong lúc mà chúng ta đang ngồi đối diện thức ăn mà gần đến giờ chúng ta đối diện đó, chúng ta nên đừng bao giờ nói chuyện, quản lại tất cả mọi chuyện của trên đời đi, mà chúng ta nên tận dụng. Đặc biệt là cái lúc đó là giờ Allah đang đón sẵn chờ nghe chúng ta một cầu xin gì Allah cho ngay lúc đó. Đặc biệt ngay lúc đó, suốt khoảng thời gian nhịn luôn, và ngay lúc đó là giờ thì quan trọng nhất Allah sẵn sàng chúng ta. Và lời thứ ba là lời cầu xin của người bị đàn áp, tức người nào bị đối xử bất công đàn áp, lời cầu xin của ba loại người đó Allah không bao giờ bỏ mặc, Allah chấp nhận liền. Và điều thứ sáu đó là chúng ta nên sadaqah. Chúng ta nghe rồi sadaqah, Ramadan sadaqah cho nhiều. Và Nabi là tấm gương chúng ta. Nabi là người rất rộng lượng trong tháng Ramadan. Đặc biệt nữa là khi tháng Ramadan mà gặp được Jibril rồi đó, sự rộng lượng của Nabi còn mạnh hơn nữa. Jibril mỗi đêm nào cũng đến gặp Nabi để ôm lời Quran đó. Mà khi gặp được Jibril thì sự rộng lượng của Nabi rất là rộng. Sao bạch nó rộng còn hơn, nhanh còn hơn cả gió thổi. Nabi sadaqah nhanh hơn cả gió thổi đó. Tức là gì? Nabi không bao giờ nói với mọi người không khi người ta xin Nabi. Nabi chưa từng nói với bất cứ sao bạch nào mà đến xin Nabi vì nó không, trừ khi Nabi không có. Trừ khi Nabi không có, Nabi cũng chưa nói không. Nabi nói có ai có thể giúp người này cho ta không? Chứ Nabi không nói không. Thì Nabi rất là rộng, đặc biệt rộng rất là rộng đến nỗi mà hơn cái gió thổi nhanh thế nào mà Nabi còn nhanh hơn cái gió thì chúng ta đã biết. Là thứ bảy là chúng ta nên salat. Salat Taraweh, salat Tahajjud. Hãy đọc Quran hay là Zikir, đặc biệt là Quran và đặc biệt Salat Taraweh. Chúng ta đừng nên bỏ nó. Ba la rất là lớn. Cứ nhất là Quran. Ulama nói tháng Ramadan là tháng Quran. Ramadan là tháng Quran. Ulama họ bỏ hết tất cả mọi việc làm để mà họ vào Quran. Imam Malik, ông ta đọc trong tháng Ramadan 30 lần. 30 lần quyển Quran ông đọc trọn vẹn 30 lần đó nghe, trong tháng Ramadan. Imam Shafi'i rahimahullah 60 lần trong tháng Ramadan. Ban ngày ông ta đọc một lần, chọn một quyển. Simen, ông ta Simen kỳ gia một mình, ông ta đứng xin hành lễ Simen kỳ gia một mình, một quyển. Tức là 30 ngày Ramadan, ông ta làm đọc Quran, đọc đi đọc lại 60 lần như thế. Ba la như thế nào chúng ta thấy? Đó là những tấm gương điển hình chúng ta đọc Quran, chúng ta nên chia thời gian. Chia thời gian, ít đi lời nói chuyện, ít đi làm những cái gì nó tội lỗi mà nên dồn vào Quran. Từng từ Quran Allah cho ba la, mỗi một từ được 10 ân phước. Bismillah rahman rahim, trong đó nó có 19 từ. 19 từ 190 ân phước. Chỉ Bismillah rahman rahim thôi. Sẽ như thế nào đọc được nửa trang nha, nửa trang Quran. Hai trang, ba trang, một chữ, hai chữ. Ba la rất là lớn, không thể nào mà tưởng tượng mà điếm hết được cái ba la của Quran. Nên đọc Quran càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tận dụng mà lấy nó. Tận dụng mà lấy nó vào tháng Ramadan. Thì đó là những cái điều khuyến khích nên làm trong tháng Ramadan này. Thì wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.